cùng với ban tin tức của đài truyền hình IBC trên các miền Nam Bắc California và trên các tiểu bang của nước Mỹ. Chúng tôi Linh Trịnh và Thảo Ly kính chào quý vị đang đến với chương trình tổng hợp chiều nay. Và như thường lệ, trước khi đi vào phần bản tin chi tiết, xin mời quý vị cùng đến với phần điểm tin. Houthis của Yemen tiến hành các hoạt động quân sự ở vịnh Aden Eliad của Israel. Vua Charles chuẩn bị có chuyến thăm vào tháng 10 tới Australia và Samoa. Đoạn phim nhân chứng ghi lại cảnh Trump được hậu tống sau khi nổ súng. Tổng thống Joe Biden kêu gọi đoàn kết một ngày sau vụ ám sát Donald Trump. Mưa lớn trút xuống Trùng Khánh, thúc đẩy nỗ lực cứu nạn. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với bản tin chi tiết đầu tiên qua phần trình bày của xứ ngôn viên Thảo Ly. Houthis của Yemen tiến hành các hoạt động quân sự ở vịnh Aden Eilat của Israel. Được biết vào hôm Chủ nhật 14 tháng 7, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố họ đã tiến hành hai hoạt động quân sự, một ở vịnh Aden và một ở Eilat ở cực nam Israel. Trong một bài phát biểu trên truyền hình, phát ngôn viên quân đội Houthi Yahya Sari cho biết nhóm này đã nhắm mục tiêu vào tàu MSC Unific của Israel ở vịnh Aden bằng hỏa tiễn đạn đạo và máy bay không người lái, bên cạnh việc tấn công các mục tiêu quân sự ở Eilat bằng máy bay không người lái. Sari cho biết các hoạt động mới nhất của Houthi nhằm đáp trả cuộc không kích của Israel vào Khan Yunis hôm thứ Bảy 13 tháng 7, một cuộc tấn công khiến ít nhất 90 người Palestine thiệt mạng và 300 người khác bị thương, theo Bộ Y tế Gaza. Nhóm Houthi liên kết với Iran của Yemen đã tiến hành các cuộc tấn công máy bay không người lái và hỏa tiễn vào các tuyến đường vận chuyển ở Biển Đỏ và Vịnh Aden kể từ tháng 11, nói rằng họ hành động đoàn kết với người Palestine trong cuộc chiến của Israel ở dãy Gaza. Vua Charles chuẩn bị có chuyến thăm vào tháng 10 tới Australia và Samoa. Vua Charles và nữ hoàng Camilla của Anh sẽ tới Australia và Samoa vào tháng 10, chứ không phải New Zealand, khi quốc vương tiếp tục điều trị bệnh ung thư. Cung điện Buckingham đã cho biết như trên vào hôm Chủ nhật vừa qua. Một số phương tiện truyền thông của Anh và Australia đã đặt câu hỏi liệu chuyến đi có diễn ra trong những tuần sau tin tức về việc nhà vua được chẩn đoán mắc bệnh ung thư hay không, được công bố vào ngày 5 tháng 2. Cung điện xác nhận rằng vua Charles và nữ hoàng Camilla sẽ tham dự cuộc họp chính phủ của những người đứng đầu khối thịnh vượng chung ở Samoa, dự kiến diễn ra từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 10. Vị vua 75 tuổi lần đầu tiên trở lại công vụ vào cuối tháng 4 kể từ khi được chẩn đoán mắc một dạng ung thư không xác định. Cung điện Buckingham cho biết nhật ký của ông sẽ được quản lý cẩn thận để giảm thiểu mọi rủi ro về sức khỏe. Đoạn phim nhân chứng ghi lại cảnh cựu Tổng thống Trump được hậu tống sau khi nổ súng. Một nhân chứng ghi lại hình ảnh mật vụ Hoa Kỳ hậu tống cựu Tổng thống Hoa Kỳ và ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump sau khi vụ nổ ra tiếng súng tại một cuộc biểu tình ở Butler, Pennsylvania trong hôm thứ Bảy 13 tháng 7. Ông Trump, 78 tuổi, đang tổ chức một cuộc vận động tranh cử ở Butler, Pennsylvania, một trong những bang được cho là có tính cạnh tranh cao nhất trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11, thì có tiếng súng vang lên trúng tay phải của ông và khiến mặt ông chảy máu. Chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Trump cho biết ông đang ổn và dường như không bị thương nặng nào ngoài vết thương ở tai bên phải. Ông Trump sẽ nhận được đề cử chính thức của đảng mình tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng hòa, khai mạc ở Milwaukee, Wisconsin vào ngày thứ Hai. Chủ tịch của RNC, Michael Whitley, cho biết trên Fox News hôm Chủ nhật rằng chính quyền đang hợp tác để bảo vệ địa điểm nơi các quan chức đã dành nhiều tháng để chuẩn bị an ninh. FBI đã xác định Thomas Matthew Crooks ở Bethel Park, Pennsylvania là nghi phạm trong cái mà họ gọi là một vụ ám sát có chủ ý. Theo hồ sơ cử tri tiểu bang, anh ta là đảng viên Đảng Cộng hòa, đã ghi danh và quyên góp $15 cho Ủy ban Hành động Chính trị của Đảng Dân Chủ khi mới 17 tuổi.
Tổng thống Joe Biden kêu gọi đoàn kết một ngày sau vụ ám sát ông Trump. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden phát biểu vào hôm Chủ nhật vừa qua, một ngày sau vụ ám sát cựu Tổng thống Donald Trump. Ông Trump đã bị bắn vào tai trong một vụ âm mưu ám sát trong một cuộc vận động tranh cử vào ngày thứ Bảy. Một cuộc tấn công có thể sẽ định hình lại cuộc đua Tổng thống Hoa Kỳ năm nay, đồng thời đặt ra những câu hỏi gay gắt về vấn đề an ninh được cung cấp cho ứng cử viên đảng Cộng Hòa. Sáng sớm hôm Chủ nhật, FBI đã xác định Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi, ở Battle Park, Pennsylvania, là đối tượng liên quan đến cái mà cơ quan này gọi là một âm mưu sát ám sát. Theo hồ sơ cử tri của tiểu bang, ông là một đảng viên đảng Cộng Hòa đã đăng ký. Cơ quan này cho biết nghi phạm đã bị các nhân viên mật vụ bắn chết sau khi ông ta nổ súng từ nóc một tòa nhà cách sân khấu nơi ông Trump đang phát biểu khoảng 140 mét. Một khẩu súng trường bán tự động kiểu AR-15 được tìm thấy gần thi thể của ông ta. Cơ quan mật vụ cho biết một người tham dự cuộc biểu tình đã thiệt mạng và hai khán giả khác bị thương nặng. Nhà chức trách xác định người tham dự cuộc biểu tình bị bắn chết là Corey Compatriotor, 50 tuổi, ở Sauver, Pennsylvania, người mà thống đốc bang Pennsylvania George Shapiro đã nói với các phóng viên rằng đã thiệt mạng khi ông lao lên đầu gia đình mình để bảo vệ họ khỏi làn mưa đạn. Mưa lớn trút xuống Trùng Khánh, thúc đẩy nỗ lực cứu nạn. Thưa quý vị, hoạt động cứu hộ và nỗ lực thoát nước đang tiến hành khi mưa lớn đã diễn ra khiến người dân mắc kẹt và gây ngập úng ở thành phố Trùng Khánh phía tây nam Trung Quốc. Trận mưa lớn trút xuống thành phố miền núi hôm thứ Bảy gây ngập úng ở một số khu vực của quận Jianjin. Mưa lớn gây ngập nặng ở tầng 1 của tòa nhà dân cư khiến một cụ bà mắc kẹt trong nhà. Nhận được tin báo, lực lượng cứu nạn lập tức có mặt tại hiện trường. Khi đến nhà người phụ nữ, họ thấy mực nước ngoài nhà đã dâng cao ngang đùi của họ. Và lực lượng cứu nạn sau đó đã khiêng người phụ nữ bị mắc kẹt lên thuyền cao su, đồng thời đã di tản cô đến nơi an toàn. Liu Hailong, một sĩ quan cảnh sát địa phương đã cho biết, mặc dù bận rộn từ lúc 8 giờ đêm qua đến lúc 1 giờ đến 2 giờ sáng nay, 3 đến 4 giờ sáng, nhưng tôi vẫn tin rằng mọi nỗ lực đều đáng giá nếu người dân được an toàn trong cơn mưa bất chợt này. Để bảo đảm an toàn cho người dân, chính quyền địa phương đã tổ chức lực lượng cứu nạn, rút nước và di tản người dân. Đến nay, tổng cộng 322 người dân từ 156 gia đình dân đã được di tản đến nơi an toàn. Vào tối thứ Bảy, quận Yobe phía tây nam thành phố Trùng Khánh của Trung Quốc đã ghi nhận lượng mưa 52.8mm, buộc trạm khí tượng địa phương phải đưa ra cảnh báo vàng về mưa lớn. Tiếp theo, chương trình sẽ được tạm dừng trong giây lát để gửi đến quý vị phần bảo trợ thương mại. Sau đó, xin ngôn viên Thảo Ly và Linh Trịnh sẽ quay trở lại với nhiều bản tin nổi bật vừa được cập nhật. Kính mong quý vị vẫn tiếp tục giữ các băng tần của đài truyền hình IBC TV và tiếp tục theo dõi để biết thêm chi tiết.